Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Nissan Đông Sài Gòn. Video này sẽ hướng dẫn sử dụng cho mọi người về con TeraVe. Ai mà đã sử dụng TeraVe thì cứ xem video này, mình xài được cái gì thì cứ xài. Đôi khi là mình sử dụng một thời gian nhưng mà chưa khai thác hết các cái tính năng trên này, hoặc là mình sử dụng bị sai cách thì mình cứ xem video này ha. Có góp ý cho mọi người thì các bác cứ comment bên dưới, hoặc có cái thắc mắc gì đó thì comment bên dưới, tôi sẽ hỗ trợ giải đáp trong cái khả năng có thể. Và video này tôi chỉ lưu ý những cái điểm nào mà các bác hay bị sai lầm thôi, hoặc là những cái mà các bác không biết thì bây giờ tôi sẽ moi ra cho các bác biết. Những cái thông thường, ví dụ như gương, kính này nọ, những cái đơn giản quá thì không cần phải đưa lên đây cho nó mất thời gian. Rồi nha, bắt đầu. Rồi, đây là cái khoang động cơ tôi đã mở lên. Thì trong cái khoang động cơ này nó có những cái điểm mà tôi phải lưu ý cho các bác, bởi vì đây là những cái điểm mà có thể gây chết xe của mình. Cái lưu ý đầu tiên á, đó là cái vệ sinh khoang động cơ. Cái này cực kỳ quan trọng luôn ấy. Thông thường tôi hay khuyến cáo khách hàng là cứ sử dụng khăn ướt mình lau qua là được rồi. Còn nếu các bác muốn vệ sinh nó thật kỹ, thật chi tiết thì mình cứ mang ra những cái trung tâm detailing, những cái nơi mà rửa xe chuyên nghiệp, người ta sẽ làm cho các bác. Còn không nên tự ý làm ở nhà nếu mà mình không có kiến thức chuyên môn. Làm cái gì cũng vậy, các bác nó phải có kiến thức chuyên môn của người ta, người ta phải có cái nghiệp vụ người ta mới làm được, chứ các bác nhiều khi cứ học lóm á, về tự làm là chết đấy. Thật ra là cái xe của mình á, nó đã có cái khả năng chống nước cơ bản rồi. Cơ bản là nó chống nước hết, bởi vì xe nào cũng có cái khả năng lội nước nhất định và có khả năng chống những cái giọt bắn của nước vào. Cho nên các chi tiết trong này đều có cái ron chống nước hết. Động cơ thì nó kín sẵn rồi, những chi tiết khác mà nó nằm hở trên này thì nó cũng không sao đâu, có nước lên cũng không sao, miễn là nó kín là được. Thì khi mà các bác đem ra ngoài rửa xe đó thì thấy người ta cứ xịt một cách đơn giản, rồi mình mua cái máy rửa xe về mình tự rửa. Thì thời gian đầu nó không sao hết, nhưng mà một năm sau chẳng hạn thì lúc đó mới xảy ra cái việc là chết một vài thứ trên này, ví dụ chết cảm biến này nọ mà không hiểu vì sao. Thì tôi sẽ giải đáp cho các bác như sau nè. Trên cái xe mình á, ra ngoài những cái nơi chuyên nghiệp là trước khi mà người ta rửa cái động cơ này, người ta đã xử lý, người ta bịt kín một số chỗ mà nước có khả năng vô. Ví dụ như cái họng hút gió này nè, người ta đã bịt kín, những cái nơi mà lọc gió người ta đã bao bọc hết. Hoặc là những cái khe thăm nhớt kia kìa, người ta cũng vặn cho nó kín hết rồi. Và đây là những cái điểm mà dễ chết này, cái cảm biến này nè. Thì ban đầu á, trong này nó có cái ron chống nước, thì thời gian đầu nó còn tốt lắm, các bác xịt vô nó không sao, không bị vô nước. Nhưng mà một năm sau đó, quá trình các bác sử dụng và nhiệt độ động cơ này nó làm hư cái ron này, thì lúc này các bác rửa xe nước nó vô, nó thì chết cái cảm biến này. Lúc này tự bỏ tiền túi ra sửa thôi, chứ bảo hiểm người ta đâu có đền. Những trường hợp này bảo hiểm không có đền, cho nên là chết ở những cái trường hợp này. Cứ thấy người ta rửa bình thường, nhưng thực tế những cái chỗ rửa xe á, là một là người ta đã bao bọc kín hết những cái cảm biến này bằng những cái băng keo. Không nữa, xịn hơn thì người ta sử dụng những cái hóa chất có khả năng kháng nước, người ta đã xịt vào đây trước rồi, cho nên người ta có xịt nước vào đây sau đó cũng không vấn đề gì. Mà các bác thấy ở đây nó không có bao bọc gì, rồi các bác cứ tưởng là nó không sao, rồi về mình tự dùng cái vòi xịt mình xịt vô thì chết là do những cái chỗ này nè. Trước khi mà vệ sinh cái khoang động cơ, người ta đã xử lý hết ha, khe thăm nhớt này nọ, những chỗ nào có khả năng mà nước vô là người ta đã xử lý hết rồi. Nếu các bác có kiến thức thì làm, còn không thì thôi, đừng có đụng vô, chết ở những chỗ đấy đấy. Và có một cái nữa là thấy người ta cứ cầm vòi xịt, người ta xịt xịt như thế này, người ta xịt đều, nhưng mà thật ra nó khác nhau. Có những chỗ người ta xịt thẳng vào được, ví dụ những cái thân máy người ta xịt vô đâu sao, hoặc những chỗ nhựa này người ta xịt vô đâu sao. Nhưng mà có những chỗ mà nó sẽ nhạy cảm hơn, người ta sẽ đưa cái vòi xịt lên rất cao để cho nước nó chỉ là phun qua thôi, chứ nó không có cái áp lực mạnh để tránh hư hỏng. Và các bác không biết, các bác cứ thấy người ta xịt qua loa như vậy, rồi các bác cứ xịt thẳng vô, thì lúc đó nó sẽ chết một vài thứ. Đó là chết vì thiếu hiểu biết đấy các bác. Đó, cho nên là nếu mà mình không có cái nghiệp vụ về rửa xe thì tốt nhất là đừng nên rửa. Mình chỉ cần lau qua ở khoang động cơ này thôi. Chứ xe thì xe nào nó cũng có khả năng chống nước cơ bản hết rồi, nhưng mà lúc rửa xe mình không cẩn thận là mình vẫn chết như thường. Đấy, cái chỗ cảm biến như tôi mới nói là rất dễ chết đấy, chết hoài luôn á. Đó, cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ hai là trong cái khoang động cơ nó sẽ có những cái bình mình có thể châm những cái dung dịch vô, ví dụ như dung dịch dầu phanh, dầu trợ lực lái, rồi dung dịch làm mát động cơ. Thì những cái dung dịch này các bác đừng có đụng vô ha, tốt nhất là đừng có đụng vô, những ai không biết thì đừng có đụng vô. Mình chỉ có thể châm một cái loại nước vô, đó là nước rửa kính ở đây. Đây các bác thấy cái ký hiệu. Cái này mình có thể đổ nước sạch vô, hoặc là mình đổ cái dung dịch nước mà có thể rửa kính á, cái dung dịch rửa kính á, nó sẽ làm rửa kính mình tốt hơn. Thì cái này ok, chơi được.
Còn những cái loại khác thì đừng có đụng vô ha. Dầu phanh, dầu trợ lực lái này nọ thì đừng có đụng vô. Trên TRV này nó có trợ lực dầu á, cho nên nó có cái dầu trợ lực phanh. Rồi dầu trợ lực lái. Thì ở đây một cái điểm này nữa là rất nhiều người bị chết. Đây các bác, đọc được không nha? Coolant nè. Đây là dung dịch nước làm mát động cơ. Dung dịch nước làm mát động cơ ha. Thì nhiều người á, xe mình đổ sai cái nước làm mát này nè. Đổ bậy đi một cái là xe chỉ cần vài chục ngàn km là phải đi đại tu rồi. Nhưng mà ở Việt Nam mình muốn đại tu của xe nó phải rơi vào tầm khoảng 200 mấy 300 ngàn km thì mới đại tu. Ở nước ngoài thì tầm khoảng 500 ngàn, bởi vì Việt Nam cái nhiên liệu nó bẩn á, cho nên đại tu động cơ nó tầm khoảng 300 ngàn là đi đại tu rồi. Nhưng mà đổ sai cái nước làm mát này cái là vài chục ngàn km là đi đại tu rồi. Đây là dung dịch nước làm mát ha. Thật ra là cái này nó cũng không hao đi bao nhiêu. Khi mà các bác đi bảo dưỡng á thì đại lý người ta cũng đã châm sẵn cho các bác rồi, và cái này cũng không tốn bao nhiêu tiền, cho nên đừng có tự ý mà đổ bậy vào đây. Cái dung dịch nước làm mát này nó cũng là cái nước bình thường, người ta đã xử lý rồi, người ta đã loại hết các cái tạp chất và người ta đã nâng cái nhiệt độ sôi lên để nó có khả năng giải nhiệt động cơ tốt hơn. Còn các bác đổ nước bình thường nó có rất nhiều tạp chất, thì những cái tạp chất đó khi vô động cơ hoạt động nhiệt độ rất cao, nó sinh ra những cái phản ứng hóa học. Thứ nhất là gây ăn mòn các cái thứ bên trong động cơ của mình. Thứ hai là nó gây kết tủa. Mà khi kết tủa thì nó sẽ giảm cái lưu thông của cái nước làm mát của mình. Mà giảm lưu thông nước làm mát thì nó sinh ra là không làm mát động cơ tốt. Mà động cơ bị quá nhiệt thì nó sẽ hư hao và nó bị hư rất nhanh. Đó, chỉ cần đổ sai cái nước này sau một thời gian là banh hết cái động cơ là người ta phải đại tu hết. Cho nên cái này cũng không cần phải đụng. Các bác cứ đi bảo dưỡng thường xuyên đi, vô đại lý người ta xử lý. Cái này nó đâu có hao bao nhiêu đâu mà. Đấy là lưu ý ha. Ở đây là cái dầu trợ lực lái, xe mình là trợ lực thủy lực, không cần đụng vô. Dầu trợ lực phanh không cần đụng vô. Nếu có thắc mắc gì đó thì các bác cứ gọi điện thẳng cho cố vấn dịch vụ của đại lý để người ta tư vấn. Hoặc là gọi đến những người nào người ta có chuyên môn kỹ thuật. Đừng làm bừa ha. Còn cái nắp này nè. Cái này mà khi mà xe chạy về mà đang nóng thì đừng có đụng vô, đừng có mở ra, nó bắn nước ra là phỏng đấy. Đó là những lưu ý của tôi về cái khoang động cơ này cho các bác. Rồi tiếp theo sẽ vô bên trong xe ha. Rồi trong xe này lưu ý đầu tiên là ở cái ghế này nè. Hai cái nút này là chỉ là chỉnh cái ghế ngã tới ngã lui, cái này là đệm lưng. Còn riêng cái nút này tôi mới lưu ý cho các bác, cái nút này nó có tới 6 hướng ha. Đẩy tới, đẩy lui. Hướng này ai cũng biết, nhưng mà bây giờ nè, cái này lưu ý, nó còn 4 hướng. Khi mà tôi đẩy đằng trước này và tôi đẩy đằng sau này, nó sẽ ra các hướng khác nhau. Các bác đẩy cái phần này, khi mà tôi đẩy đằng trước, đẩy nó sẽ phồng lên, ấn xuống, nó sẽ... Nhưng mà khi tôi đẩy ở đây nè, bác xem nè, cả cái ghế nó nâng lên luôn. Tay rung quá các bác, nó nâng cả cái ghế lên. Đó. Tức là phần trước này á, khi mà tôi ấn á, ấn lên ấn xuống thì nó chỉ nâng cái phần này, còn ấn đằng sau là nó nâng lên hạ xuống cả cái ghế luôn. Đó, nhiều người không biết cái chỗ này đâu. Đây là lưu ý. Rồi, đây mới nổ máy lên. Rồi, trong này có mấy công tắc là do chưa thắt seatbelt nè. Nhiên liệu nó ít quá, sắp hết rồi nên báo chấm than. Cái này là báo phanh tay thôi, phanh tay chưa có nhả ra. Các bác đợi xíu nha, giảm gió lại. Rồi, trên vô lăng này cũng không có gì. Bên này là cruise control thì ai cũng biết xài, đàm thoại đánh tay cũng đơn giản. Tăng giảm âm lượng. Thì khi các bác bấm cái nút enter này nè, khi bấm vô thì nó sẽ hiện lên camera 360, các bác thấy ở đây và có ở trên này luôn. Mình chỉ cần bấm vô cái nút enter đó, hoặc là các bác bấm cái nút camera này cũng được nè. Ở đây nè, nó có cái nút camera, biết các bác thấy không nhỉ? Đây, mình bấm vô thì nó đổi sang camera cặp lề, bấm cái nữa thì nó tắt. Tức là khi các bác đứng một chỗ hoặc các bác chạy tới đó mà mình chạy dưới 10 km/h thì mình vẫn có thể sử dụng camera 360. Tuy nhiên khi các bác chạy ở tốc độ cao hơn, từ 11 km trở lên thì tự động nó sẽ tắt. Còn khi mình cài lùi thì luôn luôn nó sẽ hiện camera 360 rồi. Đấy, đó là cái thứ nhất.
Cái tiếp theo là các bác muốn sử dụng cái màn hình ở trong này có những cái thông tin bên trong á, mình muốn xem như thế nào thì các bác cứ bấm vào cái nút này này. Cứ bấm thì nó sẽ hiện ra những cái thông tin. Đây là cảnh báo góc nghiêng, độ nghiêng ấy, một số thông tin khác. Tiêu hao nhiên liệu này nọ. Rồi cảnh báo chật làn đường. Rồi cảm biến áp suất lốp, tất cả nằm trong này hết. Và cái xe của mình á, đến thời hạn mà đi bảo dưỡng á, thì nó sẽ hiện lên một cái hình mà cờ lê và một cái gì đó bắt chéo qua như thế này, và nó ghi cái chữ là maintenance, tức là nó báo nhắc nhở cho mình là xe mình đã đến hạn bảo dưỡng. Thì đến lúc đó lỡ mà có nhân viên bên đại lý người ta gọi các bác đi bảo dưỡng thì các bác đi, còn không các bác nhìn cái biểu tượng đó là đến ấy, thì cái xe mình cứ 5.000 là đi bảo dưỡng một lần, 5.000, 10.000, 1.000, 5.000, 10.000, 15, 20.000, cứ 5.000 đi một lần ha, cứ nhớ như vậy cho nó dễ. Đó. Rồi. Các bác sẽ thấy cái hình biểu tượng ở đây này. Biểu tượng mà có mấy cái bánh xe đó thì nó đang trắng lên cái hai cái bánh xe bên dưới á, có nghĩa là xe đang chạy cầu sau. Xe đang chạy chế độ một cầu, một cầu sau, khi mà tôi chuyển sang hai cầu thì nó sẽ sáng lên hết. Đấy. Nha, mình biết xe mình đang chạy một cầu hay hai cầu là dựa vào cái hình đó. Rồi. Cái màn hình này thì đơn giản, không có gì phải hướng dẫn sử dụng. Cái này điều hòa cũng đơn giản thôi. À đây có cái chế độ mode này này, cũng ít người xài. Mình bấm cái mode này, mình nhìn ở đây nè. Thì đây nó sẽ điều chỉnh cái hướng gió. Đây, hai hướng gió nè. Rồi gió xuống chân nè. Rồi sấy gương nè. Đó, cái mode này nhiều người cũng không biết đâu. Cái này gió trong, gió ngoài thôi. Cái này là sấy kính trước và sấy kính sau. Nhưng mà xe mình á, hai cái gương chiếu hậu á, thì nó lại không có sấy kính. Nó chỉ có cảnh báo điểm mù trên đó thôi. Nó chỉ có lưu ý như vậy. Rồi đi xuống khu vực dưới này. Công tắc này là tắt cái dàn lạnh ở trên đầu mình á. Đấy. Cái này mà nó sáng lên nó đang hoạt động. Còn muốn tắt, mình đi hai người đằng trước thì mình cứ tắt nó đi cho nó tiết kiệm nhiên liệu. Hai công tắc này muốn xài thì mình phải đều phải chuyển sang hai cầu hết. Tuy nhiên, cái thằng khóa vi xay cầu sau là buộc phải xài hai cầu chậm. Tức là 4 LO bên này thì mới xài được thằng này nè. Còn cái thằng này chỉ cần chuyển có hai cầu nhanh là được. Thì các bác muốn xài được thằng hỗ trợ đổ đèo á, cái điều kiện đầu tiên là các bác phải chạy dưới 25 km/h. Điều kiện thứ hai là cái độ dốc nó phải tương đối, hình như là mười mấy độ á, này tôi không nhớ chính xác, mười mấy độ đấy. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là các bác phải chuyển sang hai cầu và bấm cái nút này. Đấy, phải thỏa ba điều kiện nhá. Thứ nhất á, thứ nhất á là phải có độ dốc. Thứ hai là các bác chuyển sang hai cầu. Thứ ba, chuyển sang hai cầu và bấm nút này. Và cái thứ ba là phải dưới 25 km/h thì bấm nó mới hoạt động. Và lúc đó các bác bấm xong thì các bác sẽ thấy nó nhấp nháy ở trên cái màn hình. Khi mà nó nhấp nháy có nghĩa là nó chưa đủ điều kiện để hoạt động. Tại vì xe đang đứng một chỗ mà, thì nó đâu hoạt động được. Khi nào mà nó sáng đứng yên á, thì lúc đó nó mới hoạt động. Tuy nhiên đây là những cái tính năng hỗ trợ cho xe thôi. Các bác cũng không nên quá ỷ y. Cứ sẵn sàng ở chân phanh ha. Chứ nhiều khi mà các bác cứ ỷ y vào những cái công nghệ trên xe, lỡ xe nó bị rủi ro hay cái gì một cái là nó chết luôn. Cho nên là tất cả là do con người lái hết, nó chỉ hỗ trợ cho mình thôi. Đó là hỗ trợ đổ đèo. Nhắc lại nhá, hỗ trợ đổ đèo muốn sử dụng được là cái đèo, cái dốc á, nó phải tương đối một xíu, khoảng mười mấy độ đấy. Thứ hai á là phải chạy dưới 25 km/h. Cái thứ ba là các bác phải chuyển sang hai cầu và bấm nút này. Và cứ thấy cái nút trên đó mà nó nhấp nháy là nó chưa đủ điều kiện hoạt động. Khi nào mà nó sáng luôn là nó hoạt động. Rồi. Tiếp theo, khóa vi xay cầu sau. Cái này là khi nào các bác đi cái đường địa hình cực kỳ là khó khăn thì mình mới xài. Nhưng mà nên ưu tiên á, khi mà các bác trước khi xài thằng này á thì mình cứ chuyển sang hai cầu nhanh, hai cầu chậm trước. Hai cầu chậm á. Đây. Hai cầu chậm. 4 lô bên này này các bác thấy không? Thì khi nào mà các bác bật sang hai cầu chậm mà các bác vượt qua cái vùng lầy đó mà đi không được thì lúc đó mình mới bật thêm cái thằng này. Còn khi mà bật sang cái thằng này đã đi được rồi thì không cần mở cái này ha. Ô xe. Hết xăng rồi các bác ạ. Thôi, hết xăng rồi tôi tắt máy đây. Đây đây. Cái chế độ này khi nào mà các bác đi đường quá khó khăn đi thì mình cứ bật sang chế độ 4LO này. Khi mà 4LO này mà mình xài không được nữa thì mới mở sang cái thằng khóa vi xay cầu sau, hạn chế mở cái này nha. Và muốn mở được thằng này, thứ nhất là phải dừng xe lại. Thứ hai á là bác chuyển cần số về N. Chuyển về N nha.
Rồi cái thứ ba các bác mới ấn vô và vặn xuống, ấn vô đây này, ấn vô và vặn xuống. Phải thỏa ba thứ nha. Thứ nhất là dừng xe, thứ hai là cài VN và thứ ba là ấn vô vặn xuống. Thì lúc này cái xe mình nó chỉ chạy được khoảng 25-30 km một giờ là tối đa, tại vì hai cầu chậm mà các bác bò qua những cái đường đá đường gập ghềnh á, đi từ 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 vậy thôi. Nếu mà ở hai cầu chậm này các bác chạy còn khó khăn nữa, còn không không vượt qua được cái khu vực đó nữa, thì lúc đó mình mới kích hoạt lên cái thằng này. Thì cái thằng khóa visai cầu sau nó chỉ hoạt động khi mà xe ở hai cầu chậm, còn cái thằng hỗ trợ đối đèo này hai cầu nhanh thì nó đã hoạt động rồi. Còn riêng thằng này các bác để hai cầu nhanh nó không hoạt động đâu, nó chỉ hoạt động ở hai cầu chậm. Và thằng này nên hạn chế ha, khi nào hai cầu chậm xài mà xe nó cũng không đi được qua cái vùng đó thì mình mới xài thêm này. Và sau khi mình đi qua được cái vùng đó thì mình tắt thằng này ngay, bởi vì thằng khóa visai cầu sau này á, khi mà nó khóa cứng hai cái bánh xe đằng sau lại thì khi đó các bác chỉ có thể đi đường thẳng thôi, các bác đi đường cua đó, ôm cua là mà vẫn để cái tính năng này là dễ lật lắm. Cho nên là xài qua được cái đoạn đó là tắt này ngay, lâu lâu mới xài ha, đi off road mới xài, bình thường đừng bao giờ đụng lên này. Và khi các bác mở hai cầu chậm mà mở này là chỉ chạy được 25 km một giờ. Lưu ý muốn xài hai thằng này, thứ nhất là phải dừng dừng xe lại, thứ hai là cài VN, cần số VN, cái thứ ba là ấn vô vặn qua thì lúc đó mới hoạt động. Thì lúc đó nó cũng sẽ hiện cái biểu tượng này ở trên trên cái táp lô, và nếu mà nó nhấp nháy là nó chưa thỏa điều kiện, còn khi nào mà nó sáng luôn là nó đang hoạt động đấy. Đó là lưu ý cho các bác. Còn lại không có gì, camera hành trình này là không có gì hết á. À, cái tựa đầu này nè, tựa đầu hai cái ghế đằng trước á, thì ở đây nó có ba nấc, riêng hai cái ghế đằng trước này nó có ba nấc để các bác điều chỉnh cho nó phù hợp với cái đầu của mình. Còn mấy cái ghế đằng sau nó chỉ có một nấc thôi. Mấy cái tựa đầu đằng sau này nè, nó có một nấc à, nó có một nấc lên xuống thôi, còn hai ghế đằng trước nó có ba nấc lận. Rồi thêm một cái lưu ý nữa, ở đây xem mình có một cái khóa trẻ em. Đây nè, khi mà gọt chữ lock mũi tên đi vô, tức đang để vị trí này nó đang lock. Khi mà đang khóa trẻ em thì mình ngồi bên trong á, mình có gạt cái này ra không bao giờ gạt được, không bao giờ mở được kính. Khi mà mở chế độ khóa trẻ em chỉ có người bên ngoài mở cái xe ra được, còn người bên trong không mở ra được. Muốn mở là các bác phải hạ kính thò tay ra ngoài mở mới được. Nhiều bác về cứ tưởng xe bị kẹt, không phải đâu, do mình đang để cái khóa trẻ em. Muốn tắt nó đi gạt qua bên này là xong. Còn gạt vô này á, mình chống trẻ em nó ngồi trong nồi phá nó tấy máy á. Bởi vì cái xe của mình á, nó không có chức năng tự động lóc cửa, không có ha. Các bác muốn cài cái đó là ở đại lý có thể làm thêm cho bác với giá 2 triệu đồ thêm. Lúc đó là xe chạy khoảng bao nhiêu km một giờ tự động nó lóc cửa. Nguyên zin là nó không có đâu nha. Tiếp theo là cái xe mình á, nó sẽ có những cái điểm mà gọi là để cái ghế trẻ em á. Thì khi các bác để cái ghế trẻ em lên đây á, ở đây nó có hai cái mẫu để rồi. Và đằng sau này nè, nó có ghi chú nè. Đằng sau này nó có một cái móc nữa. Thì cái ghế trẻ em đằng trước là cái chỗ để hai cái chân ghế, đằng cái ghế có một cái dây móc đằng sau, mình móc ở đây để cố định cái ghế lại. Đó, trong trường hợp các bác sử dụng ghế trẻ em, nhưng mà cái này chắc ít xài, tại vì thông thường mọi người có em bé là cũng ôm trên tay hết rồi. Rồi, tiếp theo là cái seat belt nha. Đây, đi xe thì seat belt thì cứ thắt hết nha các bác, chỗ nào có thì cứ thắt hết đi. Cái seat belt này nó sẽ có cái vị trí này. Đây, để mình điều chỉnh, mình kéo lên xuống để cho nó phù hợp cái dây này, nó không có chắn cái cổ mình nè, nó có thể trượt lên xuống được. Tôi thấy cũng nhiều người cứ vô là cứ quàng qua lại luôn, quàng chéo qua người chứ cũng không để ý đến cái vị trí này. Nhiều khi nó chèn qua cổ là nó không chính xác đâu. Đây là cái vị trí cảm biến, nó ghi rõ những cái gì ta, cái số ký trên các bánh xe, nhìn vào đây là biết. Rồi tiếp theo nữa là cài đặt độ cao của cốp à, khá dài, làm 20 phút rồi các bác. Cầm điện thoại một tay mỏi hết rồi. Đây, xe mình là cốp bằng điện mà có thể cài đặt được độ cao. Các bác muốn cài đặt cứ ví dụ như tôi muốn đẩy cái này cao lên xíu, tôi cứ đẩy để thẳng lên vậy luôn. Nó hơi cứng nhưng các bác vẫn đẩy được, hoặc các bác muốn nó xuống thì cứ đè nó xuống, không sao hết. Sau đó các bác ấn giữ cái này tầm 5 giây á. Đấy, mỏi tay quá. Đấy, nó kia có tít như vậy là nó hoạt động rồi. Thì lúc này các bác bấm tắt mở lại là nó lên đúng độ cao.
có thể cài đặt được độ cao ha. Đấy, vậy thôi. Tôi lưu ý các bác những điểm như vậy. Còn trong quá trình sử dụng, nếu các bác thắc mắc cái gì đó thì cứ comment bên dưới ha. Tôi sẽ hỗ trợ giải đáp trả lời những câu hỏi đó. Rồi, xin cảm ơn các bác.